Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay mình hát một mô loa mới, model là P6 Pro. Thì cái mô loa này là cái mô loa xách tay. Nó thiết kế tương đối rất là nhỏ gọn, thuận tiện các bạn đi du lịch. Ở đây mình đang ngồi đây thì cái loa này công suất của nó có thể hát được khoảng 20m thôi. Nghe nhạc thì cũng tương đối được vừa phải, không lớn lắm, nhưng được cái là thiết kế rất là nhỏ gọn và đẹp. Rất nhỏ gọn và đẹp. Tuần này mình hát thử trong karaoke, ngoài chuyện nghe nhạc ra, hát thử nhá. Hello, 67. Có lẽ hôm nay anh không hề muốn, nhưng chuyện tình yêu chúng ta đang có những giây phút rất buồn. Đã đến với nhau trong sự lặng im, thế bây giờ mình lên cách xa trong im lặng. Nhìn những thứ đáng lẽ đã của riêng anh, mà lâu nay anh thấy em trao tặng ai. Người hãy nói tất cả là tại anh sai đi, để khi xa rời anh không thấy đâu trong lòng. Thưa quý vị và các bạn, thì quả thực sự là rất là lâu rồi mình hát được một cái loa mà cái chất lượng âm thanh của nó một chút gì đấy, chút echo ở đây, nó có một chút vang số. Thứ hai là theo mình đánh giá thì mẫu loa này nó nhỏ nhưng mà tương đối đắt tiền. Nhìn cái mẫu loa này thì anh em mình liên tưởng đến cái mẫu loa rất là nổi tiếng để chuyên để nghe nhạc là Marshall. Thì vị hàng xóm của chúng ta rất là giỏi, Trung Quốc, đã làm ra một chiếc loa rất là hay đẹp như thế này. Thì có quý vị mà cần đánh giá gì hay bình luận gì hay để lại comment xuống bên dưới giúp Mạnh Tiến nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.